chết bách đắc kỳ tử sau khi mây mưa cùng gái lạ trong nhà nghỉ. Sau hai lần mây mưa cùng cô gái gặp ở ngoài đường, anh Hồng chết bách đắc kỳ tử trong phòng vệ sinh nhà nghỉ. Đi từ quê vào huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tìm việc làm, tình cờ thấy một cô gái đứng bên đường. Anh Lê Hồng, 38 tuổi, ngụ thôn Vạn Lý, xã Phố Phong, huyện Đức Phổ tới gà gẫm, được cô gái lạ đồng ý nhận giúp đỡ và chịu theo vào nhà nghỉ mây mưa với nhau hai lần. Nhưng kết cục, anh Hồng lại tử vong vì trượt ngã trong phòng vệ sinh. Nạn nhân gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con, đang sống cùng cha mẹ. Theo chia sẻ của hàng xóm, gia cảnh anh Hồng thuộc diện khá giả. Thế nhưng, do anh Hồng có tính khí thất thường, công việc chưa ổn định, nên dù quen biết nhiều cô, song chẳng có đám nào theo. Có tiền, anh hay nướng hết vào gái gú ăn nhậu. Chiều ngày 23 tháng 5, anh chạy xe máy lên huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi để tìm việc làm. Khi đi ngang qua trạm xe buýt ở xã Ba Động, Ba Tơ, anh Hồng nhìn thấy chị Phan Thùy Dương sinh năm 1981, ngụ huyện Ba Tơ, đang cầm túi quần áo đứng bên đường. Quan sát bên cạnh cô gái không có ai, anh Lê Hồng chạy xe lại gà gẫm. Khi đó, chị Dương trình bày đón xe buýt về xã Ba Tơ xuống quốc lộ 1A để đi vào miền Nam làm công nhân. Tuy nhiên, do say xe nên mới đi được hơn 10 km, đành xin xuống giữa đường, định tìm xe ôm chở ra quốc lộ. Nghe vậy, anh Hồng cho biết mình sẵn có xe máy nên cho cô gái quá giang xuống Đức Phố rồi đón xe vào Nam. Chị Dương đồng ý ngồi lên xe để anh Hồng chở đi. Thuật lại với cơ quan điều tra, chị Dương cho biết bản thân chị đã có chồng và hai con, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 4 năm nay vợ chồng gửi con cho ông bà để vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân, đến Tết mới về. Tuy nhiên, hơn một tháng nay chồng bị đau khớp, do đó vợ chồng mới phải khăn gói ra lại quê chữa chạy. Thấy bệnh tình của chồng chưa khỏi, trong khi cuộc sống cần tiền chi tiêu nên chị một mình vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xin đi làm công nhân và tình cờ gặp anh Hồng. Trên đường đi, sau khi hỏi và nghe chị tâm sự chuyện riêng tư, anh Hồng hứa giúp đỡ, cho chị tiền để trang trải. Anh Hồng cũng gà gẫm, thời điểm trên nếu bắt xe cũng trễ rồi nên rủ rê chị vào nhà nghỉ ở lại với anh một đêm. Lúc đầu chị Dương không chịu, nói mình đã có chồng, nhưng sau đó nghe tỉ tê mãi, chị cũng chiều lòng theo. Sau cái gật đầu của chị Dương, anh Hồng cho xe tấp vào nhà nghỉ Ngọc Tú, huyện Đức Phố. Tại đây, hai người thuê một phòng nghỉ và đã quan hệ tình dục. Hơn một tiếng sau, anh Lê Hồng trả phòng, rồi chở chị Dương về gần nhà mình ở thôn Vạn Lý, rồi rủ nhóm bạn cùng nhậu với nhau. Nhiều nhân chứng thuật lại, ngồi được một lúc, anh Hồng cho biết mình bị đau bụng nên chạy xe đi mua thuốc uống. Đến khoảng 21 giờ, nhóm bạn chia tay, anh Hồng chở chị Dương về lại nhà nghỉ Ngọc Tú tiếp tục thuê phòng qua đêm. Anh Hồng tuy có uống nhiều nhưng vẫn tự chủ mọi hoạt động. Chúng tôi quan hệ tình dục một lần nữa. Quan hệ xong, tôi ngồi trên giường lấy điện thoại di động mở nhạc nghe, còn anh Hồng đi tắm rửa. Chỉ trong tích tắc, tôi nghe tiếng ngã rầm, tiếng anh Hồng ú ớ từ phòng vệ sinh. Vội chạy tới xem tình hình, tôi thấy anh Hồng bị ngã ngửa, máu me chảy dưới nền. Hốt hoảng, tôi hô hoán kêu cứu. Vợ chồng chủ nhà nghỉ cũng chạy vào, chị Dương thuật lại. Ngay sau đó, vợ chồng chủ nhà nghỉ đưa anh Hồng lên trạm xá của một doanh trại quân đội cấp cứu, đồng thời báo cho người thân của anh biết. Tuy nhiên, tại đây bác sĩ quân đội cho biết nạn nhân đã nguy kịch, không thể cứu sống. Gia đình tiếp tục đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi, nhưng anh Hồng vẫn không qua khỏi. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.